Honda HR-V phiên bản nâng cấp giữa vòng đời 2024 có thể sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta. Mới đây, một số bộ phận đã được Honda Việt Nam đăng ký trong công báo sở hữu công nghiệp. Dựa vào hình ảnh, người dùng sẽ dễ dàng nhận ra đây là lưới tản nhiệt của mẫu xe HR-V phiên bản RS mới nhờ vào thiết kế đặc trưng của nó. Trước đó, vào giữa năm nay, một số chi tiết khác của HR-V 2024 đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam. Những chi tiết này bao gồm lưới tản nhiệt của phiên bản tiêu chuẩn, cản trước và cụm đèn hậu. Hình ảnh các bộ phận của Honda HR-V 2024 được đăng ký tại Việt Nam hồi giữa năm nay. Phần cản trước và lưới tản nhiệt của xe đã được thiết kế lại, với hình dáng vuông vức hơn. Các thanh ngang của lưới tản nhiệt cho thấy đây là phiên bản hybrid. Giao diện LED của đèn hậu cũng đã được thay đổi với các giải ngang. Hiện tại, chưa có thông tin nào từ phía hãng hay đại lý về việc Honda HR-V 2024 sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, với vị thế là một trong những mẫu xe chủ lực của hãng tại thị trường Việt Nam, phiên bản facelift mới của HR-V có khả năng sẽ sớm ra mắt. Honda HR-V 2024 cũng vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan vào đầu tháng 10 vừa qua. Mẫu xe thế hệ hiện tại được bán tại Việt Nam đang được nhập khẩu từ Thái Lan. Về thiết kế, Honda HR-V 2024, với tư cách là một bản nâng cấp giữa vòng đời, không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Lưới tản nhiệt của bản RS vẫn giữ kiểu dáng hình sao rơi, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có thiết kế lưới tản nhiệt đơn giản hơn với các thanh ngang. Kích thước tổng thể của phiên bản RS là dài 4.385mm, rộng 1.790mm, cao 1.590mm, với chiều dài cơ sở đạt 2.610mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 196mm. Bên trong khoang lái, nội thất vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của các dòng xe Honda. Xe được trang bị vô lăng 4 chấu bọc da, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số giả lập. Cụm đồng hồ bao gồm 2 đồng hồ analog và màn hình TFT 7 inch, cùng với màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Tại Thái Lan, một điểm đặc biệt của Honda HR-V 2024 là tất cả các phiên bản đều mang ký tự EHEV, cho thấy mẫu xe này chỉ có tùy chọn động cơ hybrid xăng lai điện. Hệ chuyển động hybrid của xe bao gồm một động cơ xăng dung tích 1.5 lít 4 xi lanh công suất 105 mã lực, mô men xoắn 127 Nm kết hợp với hai motor điện, mang lại tổng công suất 131 mã lực và mô men xoắn cực đại 253 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động ECVT. Về công nghệ an toàn, Honda HR-V 2024 tại Thái Lan được trang bị gói công nghệ Honda Sensing với nhiều tính năng tiên tiến, bao gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha tự động thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở giải tốc độ thấp, hệ thống giảm thiểu trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo khi xe phía trước di chuyển. Honda HR-V 2024 dục dịch trình làng thị trường Việt, lộ diện thêm chi tiết mới 549.375. Hiện tại, chưa rõ liệu HR-V bản nâng cấp giữa vòng đời có kịp ra mắt tại Việt Nam trong năm nay hay không. Trước đó, Honda Việt Nam từng thông báo sẽ đưa về nước thêm một mẫu xe có động cơ hybrid trong năm 2024 và có thể đó chính là HR-V. Nếu gia nhập thị trường vào thời điểm hiện tại, mẫu SUV đến từ Nhật Bản sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos và Mitsubishi Fox. Đặc biệt, với khả năng bổ sung biến thể hybrid, HR-V còn đối đầu trực tiếp với mẫu xe đáng gờm Toyota Yaris Cross HEV giá bán 765 triệu.